lê Trước nó là dưa chuột màu à, này, màu này thế là để giống một quả để lấy hạt. à. Nhưng bây giờ lấy cái hạt quả đấy trồng thì nó lại đổi màu tất hết như thế này. À, hay nhỉ. Đây mọi người xem này, Dưa chuột. đây là quả dưa chuột mọi người nhá. Mình lần đầu tiên mình nhìn thấy một quả dưa chuột này. Hôm nay mình review cái quả dưa chuột này cho mọi người ngắm nhá, xem là nó là thể loại dưa gì nhá. Nó biến sao nó bị biến dạng này mọi người. Đây là như ở trong miền Nam ấy, người ta gọi là dưa leo đấy. Còn ở ngoài mình gọi là dưa chuột mọi người ạ. À, cái quả dưa chuột thì bình thường thì nó như thế này. Anh đặt như này nhìn. Thì nó như thế này. Thì mọi người nhìn này. Nhưng mà đây cái quả này nó lại biến dạng như này này. Nó nhiều lắm, nó nhiều loại này biến dạng như kiểu này lắm. Nó vàng không đau vàng mà nó như kiểu là cái quả như kiểu quả gì nhỉ? Quả lê ấy mọi người ạ. Cái vỏ quả lê ấy. Trước